Sau 2 ngày 27 và 28 tháng 5, binh chủng hóa học đã hoàn thành công tác tiêu độc khử khuẩn tại một số huyện đang được coi là tâm dịch trên địa bàn thuộc tỉnh Bắc Ninh. Với 15 xe đặc chủng, bao gồm các xe đặc chủng tiêu tẩy đa năng hiện đại, có bình phun khử khuẩn đặc chủng và 120 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị binh chủng hóa học nhận lệnh nhanh chóng cơ động làm nhiệm vụ. Lực lượng làm nhiệm vụ được trang bị những thiết bị bảo hộ chống dịch mới nhất, có chất lượng đảm bảo, được sử dụng theo đúng quy trình phòng chống dịch hiện hành. Lực lượng đã tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các tuyến đường liên thôn, liên xã, khu phố, đường làng, ngõ xóm, khu vực cách ly, phong tỏa, khu công nghiệp, tại địa bàn các huyện Thuận Thành, Quế Võ, Gia Bình của tỉnh Bắc Ninh. Liều lượng dung dịch chloramin B sử dụng pha theo quy chuẩn của Bộ Y tế được phun với mật độ 0,5 lít dung dịch trên 1 mét vuông. Mặc dù thời gian gấp như vậy, tuy nhiên là đối với đơn vị cũng đã quán triệt và chỉ đạo cho cán bộ chiến sĩ ý thức trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là tham gia nhiệm vụ dập dịch, chuẩn bị về vũ khí, trang bị, khí tài, xe máy, con người. Đối với nhiệm vụ lần này thì có đặc thù nó khác hơn so với các nhiệm vụ lần trước. Hiện nay đối với địa bàn tỉnh Bắc Ninh thì số ca lây nhiễm đang rất là lớn và cái nguy cơ với tốc độ lây lan thì ngày càng rộng. Đối với địa hình các huyện, xã của tỉnh Bắc Ninh thì đa phần là địa hình mới và chúng tôi chưa bao giờ có tham gia tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương này. Tại tâm dịch của tỉnh Bắc Ninh, các kíp xe được phân chia theo tổ nhóm để thực hiện nhiệm vụ trên từng cụm địa bàn của từng thôn trong các xã. Phương án triển khai là thực hiện theo vòng khép kín, tiêu độc khử khuẩn xong xã này mới chuyển sang xã kế tiếp cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của địa phương. Các tuyến đường giao thông trong thôn, xã nhỏ hẹp khiến phương tiện phục vụ nhiệm vụ khó cơ động. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng cũng gây ảnh hưởng, trở ngại tới con người và trang thiết bị chuyên dụng. Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ tham gia nhiệm vụ lần này đều xác định tinh thần, quyết tâm cao nhất để giúp người dân nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống. Ủy ban nhân dân tỉnh, rồi thì huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo các lực lượng vào cuộc để tiến hành khoanh vùng dập dịch, tổ chức phun khử trùng toàn bộ cái địa bàn huyện Thuận Thành, phối hợp cùng với cả binh chủng hóa học với 18 xã thị trấn. Ngoài việc tiêu độc khử khuẩn, cán bộ chiến sĩ binh chủng hóa học còn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc hướng dẫn nhân dân sử dụng dung dịch hóa chất, như hướng dẫn phương thức pha dung dịch để người dân có thể tự tiêu độc khử trùng với quy mô nhỏ lẻ tại gia đình. Hôm nay lại được sự quan tâm của bộ đội hóa học. Cái chốt này rất là cảm động và cảm ơn bộ đội hóa học đã quan tâm giúp đỡ nhân dân thôn Gian Hạ cũng như xã Xuân Lâm và phòng chống dịch bệnh Covid, sớm dập tắt cái dịch bệnh đợt này và ổn định tình hình cho kinh tế trong thôn, trong xã phát triển. Đến thời điểm này, công tác phun khử khuẩn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cơ bản đã hoàn thành. Người và phương tiện của đơn vị chúng tôi tham gia bảo đảm an toàn tuyệt đối. Quá trình tiêu độc khử khuẩn kết thúc lúc 16h30 phút ngày 28 tháng 5. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ phương tiện, trang bị và người sẽ được tiêu độc khử trùng theo quy định phòng dịch và hành quân trở về đơn vị an toàn.